Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong không khí mừng Quốc Khánh. Trong những ngày này, trên khắp các nẻo đường, cờ hoa phấp phới, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày Tết Độc Lập. Hoa cùng dòng chảy, nở hoa độc lập, kết trái tự do, ngành điện Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đóng góp vào tiến trình phát triển của tỉnh. Trong tiến trình phát triển, ngành điện đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng an ninh. Những năm đầu thành lập tỉnh, cũng như nhiều địa phương khác, Bà Rịa Vũng Tàu cũng chung tình cảnh. Hàng chục hộ câu mắc chung một đồng hồ điện. Với phương châm, điện phải đi trước một bước, tranh thủ nguồn vốn của chính phủ và cân đối vốn ngân sách địa phương, Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực đầu tư mạnh cho hạ tầng lưới điện. Đặc biệt sự đầu tư có chuyển dịch theo chiều sâu để đảm bảo tính ổn định, an toàn, không chỉ hướng đến mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, mà còn tăng cường năng lực cung cấp vào hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai gần 15 năm qua là cú hích để lưới điện phủ kín 47 trên 47 xã nông thôn, trong đó có nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thì bắt đầu là có cái chương trình xây dựng nông thôn mới á, thành ra có những cái cuộc bứt phá là đưa cái điện về nông thôn rồi đưa cả ruộng đồng luôn. Thành ra từ cái chỗ được sự hỗ trợ của nhà nước á, ngay cả bây giờ những cái ruộng rẫy đều có cái điện đến nơi và để cho đồng bào có cái sự mà tưới tiêu rồi sử dụng các cái nguồn điện khác để phục vụ cho nông nghiệp nông thôn luôn, ngay cả sinh hoạt đều đầy đủ. Từ khi mà có điện nhà nước cho về rồi thì mình thấy cái được nhà cửa nó sáng rồi, đường xá vậy đó, thấy cũng sinh hoạt cũng rất tốt. Hướng đến mục tiêu 100% hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia vào năm 2025. Từ năm 2022 đến nay, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành 15 công trình với hơn 85,4 km đường dây điện trung thế, 112,5 km đường dây điện hạ thế và 4,1 MV ampere trạm biến áp phân phối, trị giá hơn 170 tỷ đồng. Qua đó giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện đạt 99,98%. 78 năm nở hoa độc lập, kết trái tự do, ngành điện đã và đang góp phần mang đến sự phát triển thịnh vượng cho vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu.